<laughs> Mới mua cái đèn chỉnh bằng uh, điện thoại anh em Đó, hôm nay thì sẽ gọi là... Uh, <laughs> thì uh, thể, uh, thể theo yêu cầu của anh em Thì Tân Rốc sẽ uh, review cái cái uh, cái uh, tấm hình mà Tân Róc là đạt giải vừa rồi ha, giải khuyến khích của Sài Gòn đó là tấm panorama này. Cái okay, hình như hơi tối anh em để Tân Róc mà uh... tăng sáng lên chút xíu nữa. À, hình như là nó hơi tối. Mình tăng lên xíu nữa đi anh em. Ok, 30 trăm. Chắc được rồi đó. <laughs> rồi ha, cái tấm này á uh, là lý do á uh, là uh, Tân Róc đã <laughs> mình đã workshop rồi thì thằng đốc cho anh em xem cái buổi workshop hôm 26 tháng 3 2022 đây là có đầy đủ các anh em nè thì đã làm đến lần thứ hai rồi anh em làm đến lần thứ hai rồi thì cũng có các anh em giúp ảnh gia lớn vinh, dự ghé thăm mình có anh đông gia anh huy lê anh tuấn lê một số anh em giúp ảnh khác thì rất vinh hạnh rồi cũng tổ chức lần thứ hai rồi và sau mà và sau khi cái tấm này nó 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 đạt giải á, thì là à, một số anh em gọi điện nói là anh ơi anh quật shop lại cái này đi mà giờ tân rốc bận quá không có thời gian để mà quật shop thêm mở thêm cái quật shop thì giờ tân rốc sẽ à, shop online luôn cho anh em ha thì có bao nhiêu mình chia sẻ bấy nhiêu thì ok tân rốc mời anh em sang cái màn hình của tân rốc <laughs> À, thì đầu tiên á, là cái tấm này, á, Tân Rốc chụp tổng cộng nó là 34 tấm Anh em đây, cho anh em xem ha Nó là 34 tấm và ghép ra được cái tấm này Thì ok bây giờ à, Tân Rốc chụp con à, à, Mavic 3 ha Thì con Mavic 3 cái ống kính của nó 24 nó quay hơn thì là lúc mình chụp á nó, nó không có thấy cái độ bằng giống như con Mavic 2 thì mình dễ canh hơn Thì Tân Rốc chụp như sau với cái tấm hình này á Thì khi mà, mà cái thời điểm, cái khoảnh khắc nó tới rồi đó Thì Tân Rốc chụp ưu tiên bầu trời trước Ưu tiên bầu trời trước, thí dụ như mình quét Mình lên cái địa điểm mình canh độ cao xong hết rồi ha Thì mình quét từ bên đây bên kia mình lấy bao nhiêu, bao nhiêu lâu Thì mình Tân Rốc sẽ chụp Thí dụ như Tân Rốc lấy từ cái bến nhà rồng qua đến à, landmark <laughs> và cái điểm của mình là ngay cái bến tàu ha ngay chỗ này thì tân đốc sẽ ngóc đầu lên là không quá 15 độ đối với con mavic 3 nha anh em không quá 15 độ không quá 15 độ thì tân đốc chụp hết vậy đó xong cái mình xuống 0 độ cái mình chụp à, à, băng qua đây mình xuống à, 20 độ mình băng qua đây mình xuống 40 độ mình băng qua đây còn anh em thích xuống nữa nhưng mà đừng có quá 55 độ nha Thì hôm bữa Tân Rốc chụp cái tấm này là 4 tầng Thì giờ cho anh em coi ha Giờ mình mở ra nè Mình coi cái tấm đầu tiên mình chụp đi Đây, đây là cái tấm đầu tiên Tân Rốc chụp nè Đây ha, sorry, tấm đầu tiên đây Đó, thì là lấy từ bến nhà rồng lấy dư dư để chút mình ghép á Thì là mình sẽ mà rớp nó lại sao mình chụp dư giả chút xíu thì đó Tân Róc chụp mà thì tầng rốc canh là năm mươi năm nha anh em đó mình bẻ qua bẻ qua từ từ ha thì cái này cái 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 backline nó sáng lắm nên là tòa nhà nó đen ơi là đen luôn là mình không mình phải chịu thôi nếu mình tăng sáng thì nó sẽ bị cháy đó thì nó rốc chụp đầu tiên cho anh em coi chụp trước chụp cho bên đến tới lăng ha khi đến điểm lăng rồi mình hạ xuống không độ đó, hạ xuống không độ thì anh em thấy là từ đây nè từ là 15 độ nè hạ xuống 0 độ nè nó sẽ thẳng cái nhà lại ha rồi từ 0 độ mình lại quét tiếp mà tân rốc quét cho kỹ mà thì 50 khoảng cách 50 tấm hình ở đây thì mình quét qua 50 quét qua 50 50 50 đúng của nó thì 1 phần 3 thôi nhưng mà mình quét 50 cho nó kỹ thì chụp tổng cộng 34 tấm như vậy rồi đây là cái tấm cuối cùng ha đó cái tấm cuối cùng thì uh, giờ mở thông số lên lâu quá không nhớ Đó là chụp uh, Phơi không phách giáo 6 giây Và ISO 100 ở khẩu 28 Khẩu 2.8 Thì sau khi uh, mình nấy xong uh, thì mình đến cái này Thì ok bây giờ á uh, Tân Rốc sẽ ghép cho anh em xem trước Nếu mà mình uh, chụp bên con Arab, uh, Con mắt 3 á uh, Con uh, Con Mavic 3 á uh, Xin lỗi anh em nói lộn Con Mavic 3 á uh, thì là Nếu mình ghép trên Lightroom á uh, nó sẽ bị méo đây anh em nó bị méo kiểu kiểu gì nè mà bây giờ tận róc ghép lại cho anh em ha Rồi. thử nha mình sẽ ghép lại Rồi nói bằng có mắt sách có chứng mình sẽ ghép lại Từ à, từ đến đây mình sẽ ghép panorama à, nói trước với anh em là chơi cái môn này á là ram phải nhiều nha ram máy tăng gốc đến 128 trăm hai mươi tám gb nha Hôm bữa là lúc chụp cái tấm này thì chỉ có uh, uh, 64 GB thôi nhưng mà ghép rất là lâu thì bây giờ nó nâng cấp lên là là full cái 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 giải này là đến uh, uh, 128 GB thì hy vọng nó sẽ ghép nhanh hơn. Thì khi mình ghép bên Lightroom á thì là đó anh em nhiều lúc nó, nó tùm lum đó, nó nó sao nó không hiểu thì Tân Rock mới chỉ cho anh em một cách thì bây giờ mình sẽ ghép binh mà for shop ha bây giờ Tân Rock. Đây anh em ghép một panorama in Photoshop nè. Rồi anh em chọn ha. Thí dụ như anh chọn mấy tấm này anh em gắm mệt 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 đó. Rồi, à, cái tấm này tân rút được giải khuyến khích ha, có cái lừng, lưng linh ha, anh em bấm vô thì có thể thấy được cái cái, cái giải khuyến khích, dễ nhất. À, giải ba đây cái giải khuyến khích của tân rốc này ha đó rồi ok mình tắt cái này đi mình khoe vậy đủ rồi <laughs> ok rồi à, photoshop thì à, anh em chọn cái này cho tân rốc nha cái uh, Sailing styling nè xong mà có hai cái nút này cái nút vinh cái nút này nè vai removal thì là khi mình tích vô cái nút này á là tất cả các ánh sáng nó sẽ tự động cân bằng lại với nhau ví dụ cái tấm này nó hơi thiếu sáng tấm này nó hơi cháy sáng nhưng mà khi nó ghép lại nó tự động cân lại với nhau và cái 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 tích vô đây á geometric distortion uh, nè là nó làm cho những cái tòa nhà nó thẳng thớm lại nên khi mình tích vô hai cái này thì cực kỳ ăn ram nha anh em và cuối cái cuối cùng á, là cái cái này nhưng mà cái content of the field nè thì là khi mà cái tấm hình của mình nó thiếu nó tự động đắp vô cái một cái mới nhưng mà cái đó mình không cần thiết thì tân rất không thích vô ok bây giờ mình sẽ thử coi là nó ghép bao nhiêu lâu nha anh em với cái ra 128 gb của tân rất ha rồi mình chờ luôn nha À, cũng nhân tiện đây là khi uh, ghép cái uh, panorama này thì nó hơi lâu thì tân rốc sẽ nói luôn là uh, tân rốc đã bỏ bê cái gà photo này nó quá lâu rồi nên là hôm bữa mở lại thì thấy vô tình là lên được uh, hơn 2.000 uh, người um, theo dõi và có hỏi một số mà tại vì giờ tân rốc bận quá nên là không có làm video clip nữa anh em nên là cũng nhân tiện mà uh, cái cái uh, cái uh, kênh gà của mình được 2.000 nên là mình làm cái clip này để tặng anh em luôn nghe À, chúc anh em nhiều sức khỏe nha à. Chơi môn này là tốn RAM lắm nha anh em à, Có những tấm hình là chụp lên đó, cả trăm tấm đó. Tại vì mình còn chụp uh, Gọi là HDR nên mình chụp một cái Thí dụ như cái tấm này 30 30 tấm mà mình chụp lên đến Nhân lên cho ba Thì nó phải 90 gần trăm tấm Nếu mình chụp HDR Đối với cái ánh sáng giống hồi nãy Cái ánh sáng nó nó, nó, nó quá gọi là trên sáng á Nhưng mà tại vì hôm bữa tao róc chụp có một tấm thôi Tại vì là cái ánh sáng ngay khúc đó nó nó nhanh lắm anh em Nếu mình chụp ba tấm á Thì cái đầu mình chụp đầu khoảnh khắc từ bên đây qua đến bên đây á Thì nó đã mất Mất cái khoảnh khắc Thí dụ như cái cái ráng nó lé lên cái Mà mình chụp từ cái đầu bên trái qua đầu bên phải là nó mất cái ráng rồi Nên là mình tao róc chụp một tấm cho nó lẹ Chụp hoặc Để mình cướp khoảnh khắc chứ không là nó sẽ à, nó mất thì chụp một tấm hình chắc cũng phải trên 5 phút anh em mà năm trên 5 phút là với cái cái thời gian đó là cái ánh sáng nó cũng đã thay đổi rất nhiều à. thôi cái này nó ghép lâu anh em thôi không chờ nữa nha lâu quá thế cái này à, tân Rốc bỏ đi nha mình stop đi cancel đi thì bây giờ tân Rốc sẽ nói cho anh em nếu mà mình không không tích vô cái 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 này thì nó sẽ là không tích vô hai cái dấu hồi nãy thì nó sẽ ra cái tấm hình nó có cái 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 hình dạng như sâu ha hình dạng đó có nghĩa là mình chụp tấm hình này tập chụp chụp thì qua bên đây cái ánh sáng nó đã thay đổi rồi anh em thấy những cái vợ này không nhưng mà sau khi mình tích vô những cái nút hồi nãy Tân Đốc chỉ thì là đó nó sẽ tự động cân lại cái ánh sáng đều hết cho anh em đó đó. Như vậy ha. Rồi sau đó mình cân chỉnh. Thì cái này Tân Rốc đã xử lý rác. Không biết là cái tấm jean của nó là cái tấm nào còn rác. À, đây. Cái tấm jean đó là cái tấm này anh em. Ha. Thì là đưa nó qua Photoshop xong rồi xóa rác. Cho nó sạch sẽ mấy cái này nè anh em. Chứ là một cái hình mình nó dơ lắm. Nè. Cái tấm này là Tân Rốc cố ý để là cho nó gọi là còn original nè. Chưa xử lý rác nè. Đó rác nhiều lắm rồi bên đây nữa nè đó thì bây giờ sau khi xử lý xong thì nó sạch sẽ như vậy anh em ha sạch sẽ và cái tấm hình này là coi khi mình ghép vô nó là bao nhiêu ca đây nó là 16 k nhân 10 k nha anh em có thể là in lớn kinh khủng kinh hoàng đó thì là sau khi ghép xong thì nó ra cái tấm hình như vậy thì để à, tân rốc cũng chỉnh bình thường thôi thì những cái chỗ mà những cái chỗ tòa nhà về nè anh em những cái chỗ tòa nhà này thì mình bôi lên một cái lớp không biết ở đây còn không đó tăng róc có bôi nè mình bôi những cái chỗ mà nó ngược sáng nó đen á anh em nó ngược sáng nó đen á nè đó những chỗ mà nó đen á thì mình tăng cái uh, trắng lên và sao đô lên một chút xíu ha, anh em thì đó bây giờ tăng đốc nó mình để những cái chỗ này nè chứ không là những cái chỗ này nó đen lắm thì mình tăng lên thêm ha, anh em ha còn điên chỗ này nó hơi khi mà nó ghép lại nó tự động cân bằng thì nó hơi cháy chút xíu thì tân rốc có chỉnh lại dậm lại một tí là mình hạ sáng xuống có thể là mình hạ hai lay xuống là như thế nào đó anh em đó thấy không nhưng mà nhẹ nhẹ thôi chứ là uh, không thì nó lại hư hình đó anh em mà um, vài dòng tân rốc uh, chia sẻ cho anh em cái uh, hình mà Uh, chụp mà panorama thì uh, có nhiều người hỏi ở cái độ cong uh, như thế nào thì anh em phải ra chụp thử anh em phải ra vô uh, như thế nào chụp uh, vài tấm thí dụ như mình bay cao bao nhiêu mình thấp bao nhiêu thí dụ như bữa tăng bay cao lên khi mình bay cao lên thì mình canh những cái tòa nhà ở đây nè cho nó tách ra cho nó đừng có dính vô nhau ha rồi khi này chụp xong thì ban giám khảo có nói là cái chụp cái này nó ra giống cái đầu con rồng thì có thể là ban giám khảo nhìn với ánh mắt khác thì đây là giống mấy cái sừng nha anh em Thì nè, ban giám khảo nói mình vậy đó Rồi ok ha à, Có thể là anh em thích thì có thể drop vô ngay chỗ này chút xíu cũng được ha, Cho nó đừng tham qua đây, à, ngay chỗ này thôi là nó đẹp Đó Xích vô này xíu Rồi Tấm hình nó sẽ vuông vức hơn Đó anh em rồi hen, anh em uh, uh, còn câu hỏi gì cứ comment ở dưới, à, hỏi Tân Rốc, rồi Tân Rốc sẽ trả lời cho anh em cách thức làm như thế nào. Thì khi mà là quá trình làm thì nó lâu lắm nên là chia sẻ trên đây thì nó 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 phải à, nhanh chứ để anh em coi lâu quá anh em chán thì Tân Rốc đi từng bước từng bước từng bước á. Rồi không có chỉnh màu vậy thôi, màu thì cái bữa đó ánh sáng nó quá đẹp rồi mình bắt được cái khoảnh khắc này nó quá đẹp rồi nên là nên là mình Tân Rốc không có chỉnh màu nhiều đó như bên đây như bên đây là chỉnh nè nó có tăng lên chút xíu anh em ha nhưng mà qua bên đây khi mà xử lý rác không mình tăng lốc trả lại cho nó nhẹ nhẹ lại mình đừng có tăng quá thì nó bị cháy màu thì những cái clip sau á uh, 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 Tân tăng sẽ nói về vấn đề cháy màu ha cháy màu như anh em nhiều tăng lên vậy nè đó anh em tăng lên giống như nè nó bị rực quá nhưng mà anh em mới đầu chưa quen á thì nó mình thích nó màu, màu đồ nhìn không mình từ từ con mắt mình nó luyện nó quen á mình sẽ thích những cái màu nó dạng như là giống nó giống thiệt hơn em nhìn nhìn nó nhẹ nhàng cái hình hơn nó đừng bị gắt cái mắt ok và dòng chia sẻ với anh em cái tấm hình panorama bằng flycam của tần róc ha à, tần róc xin dừng cái clip đây chúc anh em nhiều sức khỏe và có nhiều ảnh đẹp và có nhiều giải thưởng luôn ha hẹn gặp lại anh em những clip sau à bye bye chào tạm biệt anh em à, nhớ like giúp tân rốc một à, nếu mà thấy hay là like cho tân rốc nha bye bye